Ok, xin chào các bạn. Và trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao đó bạn có thể kiếm được 20 triệu một tháng bằng chiếc điện thoại smartphone của bạn với cái trình duyệt Ray nha. Thì trình duyệt Ray này, nếu như anh em mà chuyên về làm MMO, chuyên về kiếm tiền bằng điện thoại thì anh em cũng đã quá quen thuộc với nó. Tuy nhiên rằng thì tôi biết rằng là sẽ có một cái lượng độc giả, cái lượng fan hâm mộ của tôi, họ chưa bao giờ biết được cái trình duyệt này của Ray là cái gì và làm sao có thể kiếm được tiền với nó. Và ở đây thì tôi sẽ nói sơ cho các bạn biết, Ray nó là một trình duyệt, nó giống như Google Chrome, Cốc Cốc hay là những cái trình duyệt khác, ví dụ Safari chẳng hạn như vậy. Thì cái Ray này nó sẽ giúp cho các bạn lướt web, xem phim với tốc độ tải nhanh hơn gấp 4 lần tới 8 lần các bạn. Tốc độ rất là nhanh và tôi sử dụng cái trình duyệt này tôi rất là thích thú với nó, bởi vì nó cái tốc độ lướt web cực kỳ tốt các bạn. Cái điều số 2 á, là nó sẽ giúp chúng ta chặn những cái quảng cáo mà chúng ta không thích. Các bạn thấy là thường ở những người dùng nào mà người ta không thích quảng cáo á, thì người ta cũng sẽ cài những cái trình duyệt, những cái ứng dụng về để block các quảng cáo, đúng không nào? Nhưng á, đối với cái trình duyệt Brave này, khi mà các bạn nó xem video, ví dụ như các bạn xem video trên kênh YouTube của tôi, các bạn sẽ không có dính quảng cáo. Tuy nhiên rằng á, là cái người xem á, nếu như người ta yêu thích đi thì người ta vẫn sẽ trả cho các bạn một cái đồng, đó là đồng BAT. Thì cái đồng BAT này á, là nó có giá trị chuyển đổi để về tiền tài chính hay không, thì bây giờ các bạn nó có thể là tìm kiếm ở trên CoinMarketCap này. Đây là một cái trang rất là uy tín về tiền điện tử, về coin. Thì bạn nó kéo xuống dưới này thì bạn sẽ thấy là cái đồng BAT này nó đang xếp thứ hạng là thứ 31, rank là 31 này. Cái từ của nó là Basic Attention Token, và cái giá trị trên một cái đồng BAT của nó đang là 0,19 đô. Nó tăng hay nó giảm nó sẽ tùy thuộc vào thị trường. Nếu các bạn cũng có thời điểm mà nó tăng lên 0,4 đô, và biết chừng đâu đó các bạn đang giữ cái đồng BAT này thì tới một thời điểm nào cái đồng này có thể tăng lên 1-2 đô hoặc là hơn thế nữa, rất là nhiều, không thể nào mà nói trước được, đúng không nào? Các bạn thấy đó, cái thời điểm mà Bitcoin lúc ban đầu nó cũng chỉ có giá trị là 100-200 đô thôi, nhưng bây giờ nó lên tới 10.000 đô và thậm chí nó có thể dự kiến nó có thể tăng lên được rất là nhiều nữa. Nhưng trong cái video này thì tôi chia sẻ cho các bạn về cách để các bạn có thể kiếm được tiền bằng cái điện thoại smartphone của bạn mà bạn không cần phải bỏ vốn ra nha, không cần phải bỏ vốn. Và các bạn hãy lưu ý là các bạn hãy xem hết cái video này đi, và các bạn đừng bỏ sót, đừng có bấm một tua nhanh, bởi vì trong từng video các bạn bỏ sót có thể bạn sẽ mất một vài những cái thông tin nào đó. Và đây là cái video mà tôi chia sẻ về cách mà tôi kiếm được tiền, mà thực sự những cái cách này tôi có thể kiếm được trên 10.000 đô một tháng, đó là trên 200 triệu một tháng thu nhập các bạn. Và tôi cũng không có giấu các bạn, bởi vì sao, đây là những cái điều mà tôi thực thực làm thực tế và kiếm được thực sự rồi, và tôi cũng đã giúp được cho rất là nhiều người khác đi theo tôi và họ đã làm được những điều này. Các bạn cũng có thể tìm những từ khóa kiếm tiền trên điện thoại không, hoặc là những hình thức affiliate marketing khác thì cũng rất là nhiều người ra kết quả đó. Thì bây giờ là làm sao đó để chúng ta có thể làm được trên cái điện thoại smartphone này ở đây đó. Thì bây giờ đây là cái tuần tự này, đây là cái từng tuần tự thực hiện. Bạn cũng có thể là xem lại cái video mà tôi đăng ở trên kênh YouTube Sơn PS cái đây khoảng một tuần đó, đó là về cái cơ hội kiếm 20 triệu đến 100 triệu một tháng mà không phải bỏ vốn á. Thì bạn cứ xem cái video này đi. Thì video này thì tôi cũng hướng dẫn rất là chi tiết để các bạn có thể làm được với cái ứng dụng này nha. Đó, thì ví dụ như bây giờ giả sử đi, tôi sẽ vào một cái trình duyệt, và cái trình duyệt này nó sẽ giả lập trên điện thoại smartphone thay vì tôi phải quay lại trên điện thoại nha. Thì bây giờ tôi sẽ tìm ở trên kênh YouTube là Sơn PS ở đây này. Sau đó tôi vào cái mục video và cái đường link để các bạn tải cái Brave này ở phía bên dưới video nha các bạn. Đó, thì giả sử bây giờ tôi bấm một cái video kiếm tiền 20 okay, triệu một tháng đừng đây. bỏ lỡ video này nha các bạn, bởi vì thì tôi sẽ thường để lại những cái thông tin liên quan rất là chi tiết ở đường link mô tả phía bên dưới video các bạn. Thì ở phía bên dưới video này tôi cũng có đường link để các bạn có thể tải được cái Brave này. Các bạn sẽ được đó là tặng 5 đô la nha các bạn, 5 đô la. Đấy, thì khi mà các bạn đã giới thiệu cho một người dùng về thì các bạn sẽ được 5 đô, giới thiệu cho 10 người các bạn được 50 đô. Và các bạn đừng suy nghĩ rằng trong tư duy của mình là làm điều này nó khó, điều này nó không có thể làm được. Ví dụ Sơn có cái kênh YouTube lớn thì Sơn làm được điều này, không các bạn ơi. Các bạn hoàn toàn có thể làm được. Các bạn lúc ban đầu trước khi mà Sơn có được nhiều người theo dõi thì Sơn cũng bắt đầu từ con số 0 các bạn ạ. Đấy, thì các bạn hãy chú ý và theo dõi tất cả những video của Sơn, để Sơn cũng có hướng dẫn các bạn cách để làm sao các bạn có thể marketing, các bạn có thể làm affiliate marketing để các bạn có thể tuyển được nhiều người cài cái app của các bạn hoặc là tải cái trình duyệt của bạn về và các bạn được thu nhập từ cái điều đấy nhá. Rồi sau đó thì bây giờ các bạn bấm vào đường link này để các bạn đã tải trình duyệt này về để nhận được 5 đô la ở đây. Như thế nào để tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước một để các bạn có thể làm được theo nhé. Rồi thì khi mà các bạn bấm vào thì nó sẽ ra cái phần đó là play.com,
phần sẹt DAO 339 thì đây là cái đường link affiliate của tôi. Bạn có thể là vào thẳng cái trình duyệt cũng được, các bạn không có nhận qua đường link của tôi cũng được, không sao cả đâu các bạn không. Thì đây các bạn sẽ bấm vào cái phần download free. Khi mà các bạn bấm vào phần download free thì nó sẽ tự động, nó sẽ nhảy qua là trên cái CH Play, hoặc là nếu như bạn nó sử dụng là điện thoại iPhone thì nó sẽ nhảy trên là iOS của các bạn nha. Sau đó các bạn bấm vào phần mục install cài nó về và đợi một lát. Thì khi mà nó tải nó về rồi ấy, thì các bạn bấm vào phần open lên và các bạn cứ trải nghiệm nó đi. Các bạn sẽ thấy nó rất là tuyệt vời, và thậm chí các bạn có thể thay thế nó với cái ứng dụng Firefox, Chrome hoặc là Safari hiện tại mà các bạn đang sử dụng nha. Cái tính năng của nó cũng khá là bảo mật và nó sử dụng nó rất là dễ dàng, rất lướt web rất là nhanh, và các bạn sẽ chặn được một vài những cái quảng cáo khi view, khi bạn xem video, xem phim, lướt web các thứ các kiểu các bạn. Rất là tuyệt vời. Đấy, thì bây giờ tôi cứ bật cái chế độ trình duyệt trên điện thoại để các bạn có thể dễ dàng hình dung. Thì cái bước đầu tiên, bây giờ chúng ta làm cho từng bước đây này. Bước đầu tiên các bạn có thể cài đặt cái trình duyệt này về. Đó, sau đó thì qua bước số 2, khi mà các bạn đã đăng ký để làm publisher. Đó, thì cái đăng ký làm publisher là như thế nào? Các bạn có thể search ở trên Google đây. Đó, hoặc là cái trình duyệt mặc định của nó là tìm kiếm ở Google rồi. Đó, thì bây giờ các bạn search vào trên Google, các bạn tìm từ khóa là Vray Publisher thì nó sẽ tự gợi ý cho các bạn này từ khóa này Vray Publisher. Sau đó thì các bạn nó vào cái đường link ở đầu tiên, vào cái đường link đầu tiên và bạn đăng ký một cái tài khoản, bạn bấm vào phần sign up để các bạn đăng ký tài khoản đấy. Thì cái bước tiếp theo là các bạn cần phải điền cái email của các bạn, và cái email này bạn chưa từng đăng ký với cả Vray nha. Thì khi mà các bạn đăng ký cái này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao đó các bạn có thể là đăng ký trở thành cái người làm affiliate cho họ, và cứ một lần cài đặt về như vậy bạn sẽ có được $5, được chưa? Đó, thì video trước đây tôi cũng hướng dẫn cho các bạn cách, cái kế hoạch mà làm thế nào đó tôi đã kiếm được là trên $10,000 thu nhập một tháng từ Vray, và cứ mỗi một ngày như vậy thì tôi có thể giới thiệu được cả hàng nghìn lượt tải về các bạn, hàng nghìn lượt tải về như thế nào đó. Thì nhưng cái cách này thì tôi sẽ giới hạn lại. Nếu như anh em nào mà đang quan tâm về chương trình học và chuyên sâu, hướng dẫn được kèm cặp từng bước một thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết từng bước. Và đâu đó thì tôi chỉ nhận giới hạn khoảng 3 người một tháng thôi, cùng lắm là 5 người, 3 người một tháng, để các bạn có, tôi sẽ kèm cặp cho các bạn để các bạn có thể kiếm được thu nhập từ $5,000 tới $10,000 thu nhập một tháng. Và nó không phải là chỉ đối với Cray này đâu các bạn, và đối tượng học thì nên là trên 27 tuổi trở lên, và các bạn muốn tham gia vào một cuộc chơi lớn cùng với cả Sơn PS. Thì nếu như bạn đã trên 27 tuổi trở lên, bạn muốn tham gia một cuộc chơi lớn có được thu nhập từ 5.000 tới $10,000 một tháng, và hơn thế nữa bạn cần phải có số vốn để học là khá là cao đó các bạn. Đâu đó nếu như bạn không có được trên 50 triệu thì các bạn cũng không nhất thiết các bạn phải inbox của tôi đâu. Bạn cứ hãy theo dõi những cái video hướng dẫn của tôi từ trước đến đây thì bạn cũng có thể kiếm được thêm thu nhập từ khoảng 10 đến 20 triệu một tháng rồi. Khi nào các bạn nó thực sự các bạn khao khát, các bạn muốn lên được level cao hơn về cái khả năng kiếm tiền của mình, mong muốn rằng là mình có thể mua được nhà, mua được xe hơi, hay là làm những cái điều to lớn hơn, thì bạn hãy inbox của tôi nha, được chưa? Có thể inbox của tôi trên trang cá nhân là Nguyễn Tùng Sơn ở đây, hoặc là đối fanpage của tôi thì tôi cũng sẽ thường xuyên túc trực và tôi sẽ trả lời các bạn những điều này nhá. Rồi sau khi mà các bạn đã tải nó về rồi thì bây giờ các bạn có bước số 2 để bạn đăng ký làm publisher, cộng tác viên. Thì khi mà các bạn đăng ký đây thì bước số 1 trong cái phần 2 ở đây là bạn đã điền email của bạn, sau đó bạn đã xác thực email của bạn, xác thực email, và sau đó bạn đã liên kết tài khoản YouTube. Thì bây giờ tôi sẽ làm từng bước để các bạn dễ hình dung nhé. Bây giờ thì tôi sẽ còn một cái tài khoản đó, hiện tại thì tôi đang có 5 cái tài khoản rồi, và cái tài khoản nào thì mỗi một ngày thì tôi cũng đều tuyển được là đâu đó là trên 100 lượt tải về. Thì trên 100 lượt tải về như vậy, 5 tài khoản tôi được trên 500 lượt tải về rồi các bạn, đó, số lượng rất là lớn đấy. Nên bạn có thể xem những cái video trước đây thì tôi cũng hướng dẫn rất là chi tiết, rất là kỹ ở đây. Thì các bạn đợi một chút nhé, tôi đang tìm cái email của tôi vào. Thì bạn cũng có thể đăng nhập cái email của bạn vào đây để bạn có thể là đi tiếp cái phần là create account. Đây, email của tôi. Thì tôi có rất là nhiều email và sau tôi lưu trên cái trình duyệt của tôi và sau đó tôi tải nó về nhá. Rồi thì đây là cái email của tôi nhập vào và sau tôi bấm vào phần create account. Rồi sau đó thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái email để xác thực. Thì các bạn nó cần nó vào cái email, tài khoản Gmail của các bạn để các bạn xác thực cái tài khoản này về nhá. Đó, tôi chọn vào phần verify, tôi copy cái đường link.
nó có cái đường link, sau đó tôi copy nó đây để tôi kéo ra đây cho các bạn dễ nhìn thấy nhá. Tại hiện tại thì tôi đang thao tác trên hai cái màn hình các bạn. Rồi bấm vào phần verify thì nó sẽ verify chúng ta qua email. Tiếp theo là các bạn nó sẽ nhập tên của các bạn vào, thì nó bao gồm là first and last name. Thì ví dụ tên của tôi là Sơn Nguyễn Tùng chẳng hạn, Nguyễn Tùng Sơn đó. Sau đó tôi bấm vào phần là sign up. Thì tiếp theo nó sẽ hỏi rằng là bây giờ bạn có muốn bảo mật hai lớp hay không. Nếu như bây giờ các bạn muốn bảo mật hai lớp thì các bạn bấm vào phần sign up to FA. Còn bây giờ tôi bấm vào skip for now. Đó, để đi cho nhanh nha các bạn. Sau này tôi sẽ làm một video hướng dẫn bảo mật hai lớp sau cho các bạn. Thì khi mà các bạn đã đăng ký nó tài khoản thành công rồi thì bây giờ các bạn muốn lấy cái bạn muốn đăng ký nó tiếp theo để các bạn nó nhận được $5 thì bây giờ các bạn bấm vào phần get start này thì nó sẽ nói này, một referral mà bạn giới thiệu được là sẽ trị giá là $5 nha. $5 tương đương khoảng là 114.000 thời điểm hiện tại, 114.000 trên một lượt giới thiệu. Thì các bạn bấm vào phần active promote, sau đó các bạn nó bấm vào phần là go to account. Rồi trong cái phần này các bạn cần phải làm hai bước đây, thì tôi sẽ mở ra cho các bạn dễ hình dung này. Các bạn cần phải làm hai bước. Thì trong cái phần ở đây thì đầu tiên là bạn cần phải liên kết với cái tài khoản của bạn, thì nó sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn. Bạn có thể liên kết với website, YouTube, những cái mạng xã hội khác, nhưng ở đây thì tôi đề xuất là các bạn có thể liên kết với mạng xã hội là YouTube, thì nó sẽ phổ biến hơn rất là nhiều và dường như ai cũng có một cái kênh YouTube đúng không nào. Tiếp theo thì tôi sẽ bấm vào phần là YouTube channel để kết nối với tài khoản YouTube, thì dường như ai cũng có tài khoản YouTube hết các bạn. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chọn cái email hiện tại nó đang liên kết, chọn là phần shop. Thì ở đây tôi cũng đã từng liên kết với rất là nhiều cái tài khoản Ray khác nhau rồi. Hiện tại thì tôi đang có 5 tài khoản và cái tài khoản demo cho các bạn đây là 6 tài khoản. Và cái mục tiêu của tôi từ bây giờ đến cuối tháng thì tôi sẽ lập khoảng thêm chục tài khoản nữa, tổng cộng là số tài khoản là 15 tài khoản. Và cứ mỗi một tài khoản như vậy nó sẽ giúp tôi kiếm khoảng $1,000 một tháng. Thì một tháng nó có đó khoảng $15,000 được các bạn. Rồi thì tôi sẽ chọn một cái tài khoản bất kỳ nha các bạn. Đây, Free Download Ray Browser. Tôi sẽ lựa chọn cái tên này đi. Sau đó tôi bấm vào phần cho phép. Nó sẽ tự động nó trả về, nó quay lại cái tài khoản Ray của chúng ta. Rồi. Thì sau đó thì bây giờ tôi đã có cái phần là referral link rồi các bạn. Đây chính là cái đường link riêng mà mỗi người sẽ có một cái đường link thôi. Đó, đây là cái tài khoản đường link riêng của tôi, và khi mà bấm vào cái đường link này thì đây chính là cái đường link affiliate. Nó có tên là Free Download Ray Browser. Đó. Nó đúng theo cái tên là cái kênh YouTube mà tôi đang đặt nha các bạn. Đó, thì đây chính là cái đường link, thì các bạn nhớ copy cái đường link này riêng ra để sau này khi mà các bạn nó gửi cho bạn bè, ví dụ như bây giờ các bạn có thể lấy cái lý do là tải cái trình duyệt này về thì nó tốc độ nhanh lắm, không, tải trình duyệt này về thì nó chặn được quảng cáo, tải trình duyệt này về thì có cơ hội kiếm được $5 trên một lần tải về. Đấy, thì các bạn nói thì một vài những cái ý tưởng như vậy thì rất là nhiều người quan tâm đúng không nào. Rồi thì bước tiếp theo này, bước số 3 đây là bạn đã đăng ký cái ví Uphold để các bạn có thể liên kết với cái Uphold này, cái ví Uphold này. Thì cái ví Uphold này mục đích của nó để làm cái gì? Ví Uphold để sau này khi mà các bạn liên kết cái Ray này với cái ví Uphold, để khi mà người ta trả cho bạn cái đồng bạc này, trả cho các bạn đồng bạc ở đây này, đúng không? Đây tôi có cái hình ảnh nhá. Khi mà các bạn nó được trả cái đồng bạc đây, thì khi mà các bạn nó được trả cái đồng bát ở đây, được trả cái đồng bát đây, hoặc ở đây các bạn được trả cái đồng bát đây, thì nó sẽ liên kết với cái ví Uphold và các bạn nó rút được tiền về đây nha các bạn. Đây giả sử đây là một cái bằng chứng của một người bạn, nó sinh năm 98, bạn này rất là trẻ thôi, đó, một người em của tôi. Thì bạn ấy làm với Ray này trước tôi, và trong cái tháng 8 này thì bạn sẽ kiếm được khoảng $5,000 đến $6,000 một tháng từ cái Ray này mà các bạn ấy cũng mới làm thôi các bạn. Đó, thì cái này bạn ấy rút được về này, và sau đó bạn cần phải liên kết với tài khoản Uphold nhá. Thì cái liên kết tài khoản Uphold này như nào? Các bạn bấm một phần là connect to Uphold. Các bạn cần phải đăng ký một tài khoản Uphold. Thì bây giờ tôi cũng sẽ làm một cái video để demo cho các bạn luôn, để các bạn có thể dễ dàng các bạn làm được theo. Đó, các bạn bấm vào phần đó và chờ trong một giây lát. Sau đó các bạn bấm vào phần confirm.
thì cái confirm này, bởi vì tôi đã có một cái VFO trước rồi thì nó hỏi tôi có confirm nó hay không, thì tôi bấm vào phần confirm. Nhưng bây giờ để đăng ký một tài khoản Uphold đi, nếu như bây giờ các bạn bởi vì thường là các bạn sẽ không có bị giống như tôi thì bây giờ tôi sẽ vào trang thử thẳng cái trang uphold.com nhé. Sau đó tôi bấm vào phần là sign up. Sign up là phần đăng ký đó các bạn. Rồi thì đợi một chút, đợi trong giây lát thì nó sẽ hiện ra. Đó là cái phần là tôi sẽ điền một cái phần email của mình. Rồi sorry các bạn, thì bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái phần ở đây đi. Tôi có phần vào cái phần Uphold nhé. Do là trước đó tôi đã có một tài khoản rồi. Đây các bạn, tài khoản của tôi hiện tại tôi đang liên kết rất là nhiều cái tài khoản Brave khác nhau của tôi nha. Đấy, nên là bây giờ tôi sẽ vào cái trình duyệt ẩn danh. Tôi bấm vào phần là sign up để đăng ký một tài khoản Uphold mới. Không, và demo cho các bạn luôn, bởi vì có nhiều anh em đợt vừa rồi cũng có hỏi là đăng ký tài khoản Uphold như thế nào. Đó, thì bây giờ là khi mà các bạn đã điền á mật khẩu á, các bạn đã nhớ là bao gồm một cả chữ số ký tự đặc biệt nha, và ít nhất là 8 ký tự rồi. Đó, bao gồm chữ viết hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt và ít nhất có 8 ký tự rồi. Ok, ở trong cái phần này thì bạn nên chọn là cái phần là với hình thức là cá nhân, đừng có chọn là business ở đây nhá. Rồi sau đó thì mình đang ở Việt Nam đúng không, thì mình gõ Việt Nam này. Việt Nam mình lựa chọn yes, yes, bấm vào next. Là sau đó thì bạn đã tạo xong một cái tài khoản, đó là phí Uphold. Có thể là bạn sẽ cần nó phải là dùng email để xác thực nhá, dùng email xác thực. Rồi ở phần đây thì tôi sẽ lựa chọn là tên này, Sơn này, first name là tên nhá, Nguyễn này, ngày tháng năm sinh đó, ngày tháng năm sinh. Sau đó là đây là cái tỉnh thành mà hiện tại tôi đang sinh sống, Hồ Chí Minh. Số phone để nó sẽ xác thực qua số phone của các bạn nhé. Rồi thì bây giờ điền ngày tháng năm sinh vào đây, bấm nút vào next. Rồi nó yêu cầu chúng ta cần phải check một cái tài khoản email. Bạn nhớ là coi video này thì các bạn đừng uống tua nha, các bạn coi từ đầu đến cuối và sau đó các bạn có thể coi lại để các bạn nó làm những cái thao tác, bởi vì nó rất là phức tạp. Nên nếu như bây giờ các bạn nó mà bấm vào tua thì các bạn chắc chắn các bạn sẽ không làm được kết quả đâu, được chưa? Và ngoài cái ví Uphold ra thì bạn cần phải đăng ký cái ví Binance Verminator để sau này khi mà các bạn sau này các bạn có thể là dùng để thanh toán, để bạn rút tiền các kiểu thì các bạn đã có sẵn nó rồi. Ở đây nó hỏi mình có muốn đăng ký hai lớp bảo vệ hay không, thì các bạn muốn đăng ký hai lớp bảo vệ các bạn bấm vào nút confirm ở đây, còn ở đây tôi tắt đi, tôi không muốn đăng ký hai lớp bảo vệ nhá. Thì cái bước cuối cùng á, để các bạn nó hoàn thành ở đây á, đó là bạn cần phải bấm vào phần là become a verified member, thì các bạn bấm vào star verify. Sau đó thì các bạn nó điền tất cả những cái thông tin cơ bản của mình ở phần này, ví dụ address là cái địa chỉ mà bạn đang sinh sống, city là cái thành phố, zip code đó là cái phần đó là cái mã zip code, ví dụ ở Hồ Chí Minh là 700.000, ở Hà Nội là 100.000, các tỉnh thành khác thì các bạn sẽ điền cái mã zip code ở tỉnh mà bạn hiện tại đang sống. Bây giờ tôi sẽ đăng ký cái nơi mà tôi đang sống, ví dụ là bây giờ tôi ghi là quận 2, bạn cần phải ghi chi tiết ra nha. Hiện tại tôi đang ở Hồ Chí Minh, Việt Nam. Rồi tôi bấm vào phần continue, ở đây tôi sẽ ghi địa chỉ nó chi tiết ra này, Landmark 3 Vinhome Central Park 208 Nguyễn Hữu Cảnh 208. Rồi xem cho bác đâu, được rồi. Tôi bấm vào phần là continue. Sau đó tôi bấm vào phần là star verification. Thì trong cái phần này á, nó sẽ yêu cầu chúng ta rất là những cái cơ bản như sau này. Bạn nữa cần phải chụp cho nó cái chứng minh thư hai mặt, hoặc một vài cái nó sẽ yêu cầu các bạn đó là cần phải cầm cái chứng minh thư đó và các bạn chụp chung với cái chứng minh thư này. Sau đó thì nó yêu cầu như vậy thôi. Rồi sau đó thì các bạn nó gửi cho nó nhé. Thì cái phần này tôi đã làm rồi, nên các bạn chỉ cần làm theo từng bước đó thôi là xong. Thì khi mà các bạn đã cài xong tất cả tất tần tật như vậy rồi thì các bạn đã quay lại cái phần này, bạn có quay lại ở phần đây, các bạn bấm vào cái phần là liên kết với cái ví tài khoản ở ngay cái chỗ mà tôi đang xoay địa chỉ đây nhé, là các bạn đã xong rồi nhá. Rồi ok, thì tôi nghĩ rằng đã hướng dẫn là chi tiết cho các bạn rồi đấy. Ở trong sau đó thì cái phần là đăng ký ví Verminator với cả Binance, thì cái ví đăng ký này thì cũng rất là dễ, các bạn xác thực thì cũng sẽ đơn giản như vậy.
Đầu tiên là xác thực qua email, sau đó nếu như nó yêu cầu chi tiết hơn và bảo mật hơn thì nó sẽ yêu cầu các bạn xác thực qua hai lớp bảo mật, và bạn cần phải gửi cho nó cái chứng minh thư để xác thực cái tài khoản này có phải là người thật hay không. Thì đây chính là những cái mà nó giúp cho bảo mật cho các bạn tài khoản về sau này thôi, được chưa? Đó, thì cái link đăng ký tôi có để lại phần mô tả, các bạn bấm vào đường link đăng ký, các bạn hãy đăng ký hết tất cả đường link đi để sau này á, nó sẽ giúp cho các bạn nó có tài khoản có sẵn, các bạn cũng không cần phải bị động khi mà các bạn nó có tiền về rồi mà bây giờ các bạn mới đăng ký thì đợi xác thực rất là lâu, được chưa? Sau đó bước số 5 cuối cùng thì các bạn nó giới thiệu cái đường link này và hướng dẫn cái người khác cài đặt nó về. Hãy có tư duy là mình là một người làm affiliate marketer, người làm internet marketer chứ không phải đi tuyển rep vớ vẩn, được chưa? Các bạn nó cần nó phải là học cách xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân, học cách làm sao đó có thể là trao giá trị, giúp đỡ cho người khác kiếm một tiền, chỉ người khác kiếm một tiền thì các bạn cũng sẽ kiếm một tiền thôi, được chưa? Thì cái lời hứa của tôi á, thì tôi có hứa với các bạn đó là tôi sẽ làm cái video rút tiền, thì cái brain này nó sẽ trả tiền về là hàng ngày 8 tới hàng tháng. Bởi vì cái này thì tôi cũng mới làm gần đây thôi nên nó tôi chưa có cái bằng chứng, cái video hướng dẫn rút tiền, nhưng thực ra cái này nó có bằng chứng rút được tiền về rất là nhiều rồi. Người em của tôi sinh năm 98 thì tháng tới sẽ rút được khoảng 5-6 nghìn đô các bạn. Đấy, hướng dẫn nó làm thế nào để tăng được giới thiệu, cách để marketing để tuyển nhiều rep hơn. Thì video này thì tôi sẽ làm hướng dẫn chi tiết qua một cái video khác nhá. Và cái video hướng dẫn kiếm trên điện thoại này thì tôi đã làm rồi, hôm nay đã làm rồi nhá, rất là chi tiết nhá, được chưa? Rồi thì bây giờ các bạn nó quay lại cái phần giao diện điện thoại đây thì cái brain nó sẽ như vậy. Đó, các bạn cũng có thể là bấm một phần đó là ở trong này nó sẽ hiện lên một vài cái, ví dụ là brain reward, các bạn có thể nhận được tiền với nó nhá. Đấy, ở đây này một vài cái là các bạn có thể chặn được tầm khoảng quảng cáo rất là hay đó. Bạn nó trải nghiệm với brain đi, nó rất là tuyệt vời, rất là nhẹ nhàng, lướt web rất là nhanh, chặn được quảng cáo không, mà bạn có thể kiếm được thêm thu nhập được với nó. Rồi thì tôi sẽ hẹn lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bạn có thể là kết bạn với tôi trên Facebook là Nguyễn Tùng Sơn. Đó, thì trên này tôi sẽ thường xuyên thông báo cho các bạn những thông tin mới nhất. Và quay lại ở cái phần đó là cái chương trình học nâng cao ở đây, thì anh nhớ là một tháng thì tôi chỉ nhận được khoảng 3 người, cùng lắm là 5 người thôi. Tôi sẽ cầm cặp trực tiếp để giúp cho bạn nó tạo được cái thu nhập từ 5.000 đô tới 10.000 đô một tháng. Những cái gì mà tôi hiện tại tôi đang làm, và nó không chỉ đơn thuần là cái brain này không. Riêng cái brain này có thể kiếm được khoảng trên 10.000 đô, và cái tháng này tôi đang target đó là kiếm được 15.000 đô thu nhập với brain không thôi nhá. Và cái đối tượng học nên là 27 tuổi trở lên. Không, nếu như bạn nó thấp hơn tuổi này thì tôi cũng sẽ xem xét lại, bởi vì tôi mong muốn rằng là bạn nó phải có một cái tư duy kiếm được tiền và phải thực sự có niềm tin ở nhau. Không, và trẻ trẻ quá mà không có tin tưởng nhau thì nó không cần, được chưa? Không, và bạn cũng cần nó phải là hiểu được rằng cái chương trình này thì đây là tham gia một cái cuộc chơi lớn, và bạn có thể kiếm được cái thu nhập mà một năm tới thì bạn hoàn toàn có thể có được tiền để mua được nhà, mua được xe ô tô các kiểu rồi. Không, và đây là một cuộc chơi lớn và cái số tiền nó học phí cũng rất là cao nha. Nên bạn hãy cân nhắc trước khi mà bạn inbox của tôi. Số tiền nó rất là cao và bạn nó đâu đó phải là có trên được khoảng 50 triệu tiền vốn rồi thì các bạn hãy bắt đầu, còn nếu không thì thôi bạn cứ xem những video hướng dẫn của tôi kiếm được 10 triệu, 20 triệu một tháng cũng được, được chưa? Và nếu như bạn thấy video này có ý nghĩa thì đừng quên bấm một nút like video, đăng ký kênh YouTube của tôi, bấm một nút hình của chuông các bạn, thì các bạn sẽ được chủ động nhận được những video mới nhất trong thời gian tới. Hiện tại thì tôi cũng đang chia sẻ về hai lĩnh vực, một là về Clickbank, hai là về kiếm tiền MMO trên điện thoại với hình thức affiliate. Thì bạn có thể tìm được cái từ khóa là Sơn Piat kiếm tiền online thì nó cũng sẽ ra rất nhiều những video của tôi hướng dẫn, hoặc là Clickbank Sơn Piat, hoặc là Sơn Piat Clickbank cũng được, thì ra rất là nhiều những video mà tôi đang hướng dẫn cho anh em về cách làm sao bạn có thể kiếm được thu nhập khoảng 200 tới 500 đô một tháng trên cái Clickbank, mà các bạn cũng không cần phải bỏ vốn ở đâu nha các bạn, không cần phải đầu tư ra. Cái mà các bạn cần phải đầu tư ra đó là công sức, thời gian của các bạn, trí tuệ, cái sự nhiệt huyết của các bạn, cái sự năng nổ của bạn thôi, thì bạn hoàn toàn có thể kiếm được tiền đó, và cần phải dành nó thời gian với nó mỗi ngày đều đặn đó. Và nếu như bạn muốn nhận cái bộ video miễn phí thì các bạn hãy click vào đường link phía bên dưới video, thì tôi có để lại cái đường link đăng ký cái khóa học Clickbank miễn phí này cho các bạn nhé. Hoặc là bạn cũng có thể bấm một phần là danh sách phát đây, thì tôi đã ghim nó ra, tôi nghĩ là nó khá là chi tiết và các bạn có thể dễ được hiểu được với nó nha. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.